Hi, mến chào người anh em nhé. Hôm nay mình tiếp tục về được vài con Rosver, hàng rất là xịn sò ha. Rosver dùng để chia quay đánh lo súp với lo ke ha. Anh em mà đi làm sự kiện nhạc sống hay đi làm show hay là hát karaoke gia đình thì kết hợp con này để chia quay cho lo súp hơi thì tuyệt vời luôn ha. Tại vì nó là dòng Rosver chuyên nghiệp. Đó. Trong này thì có con Mỹ xịn này. Con này con Mỹ sản xuất Đài Loan này. Hai con đơ là Mỹ xịn sản xuất tại Mỹ luôn nè. Hai con Pima là của Tây Ban Nha mà được sản xuất tại Taiwan nè. Rất là đẹp không? Trong này thì chỉ có cái con đơ này nó bị mất hai cái nút này. Tí xíu nữa em thành lý giá rẻ cho anh em chơi luôn ha. Đầu tiên thì em giới thiệu cái đơ từ trên xuống dưới ha. Cái con Cod Pima Tây Ban Nha. Model nó là BX223S ha. Dòng Rosver chuyên nghiệp. Con này nó có một cái đặc điểm nổi trội hơn mấy con ngựa dưới này là nó có cái ngõ mono sub out. Ngõ này đánh rất là lực nha anh em. Mono sub out này nó có cách riêng tần số cho super bass luôn nè. Super bass nó cách từ 20 hertz đến 200 hertz ha. Đó. Và cái này là cái gain của sub boost. Rồi còn cái này là input đầu vào kênh 1 nè, cách tần số low cut kênh 1 rồi gain của tần số super bass, gain của tần số low full ha. Bên này cũng vậy ha. Em có hai con đẹp như nhau. Đấy, em quay nét cho anh em xem, đẹp, rất là đẹp. Quay mặt sâu luôn ha, mặt sâu đẹp. Đấy, hàng là được sản xuất tại Made in Taiwan ha. Made in Taiwan này. Số series tem bắt đầy đủ không? Cái này là có cái nút gạt điện áp 100 đến 24 ha. Có cái nút gạt qua gạt lại ha. Đây riêng ngõ mono sub out này, sub boost out này. Sub boost out là hai ngõ này ra độc lập không có liên quan gì tới bên này ha. Thì bên này thì in 1 in 2 hai kênh này đúng không? Thì out low hai kênh, out full hai kênh ha. Còn cái ngõ sub boost này nghe chỗ ngón tay em này. Ngõ sub boost này thì mình điều khiển cái tổ hợp phím control này không? Đây, hai phím này ha, hai phím này. Cái này là cách tần số super bass và cái này là gain ha. Hai con đẹp như nhau không? Đẹp xuất sắc. Dỡ cái nắp đít luôn cho coi này ha, đẹp. Hai con đẹp như nhau giá 3 triệu đồng một con ha. Đó, một con có Tây Ban Nha ha, 2 triệu. Tiếp theo nữa là hai em đơ. Hai em đơ thì em đẹp ở dưới nghiên lành, ngon lành cành đào. Chưa có mất nút thì giá 2 triệu rưỡi. Còn em trên mất hai cái nút này là bán còn 2 triệu 3 ha. Hai cái nút này trị giá 100 ngàn một nút. Anh em nào có bán em cũng mua luôn. Mất hai cái nút này thì em bán rẻ cho 2 triệu 3 ha. Con này là con hàng sản xuất tại Mỹ ha. Đây nè. Gain input đầu vào tới tần lô tới 2 tới tần số cắt giữa lo súp và lo ke ha. Con này là đơ được sản xuất tại Mỹ nha anh em. Đây này. Đó, nhà máy sản xuất tại Mỹ luôn không? Đấy. USA ha. Và cái con này chạy điện áp 230V ha, con nào cũng vậy. Và cái con đơ này rất là hay. Nó thiết kế theo kiểu hồi xưa kiểu của Mỹ thì rất sâu ly chuẩn rồi không? Nhưng mà nó có một cái hay nữa là ví dụ như mình đánh City 2 quay đi ha. Thì ngõ này là ngõ input đúng không? Lô hai đường. Cho anh em đánh xuống main mở rộng luôn ha. Hai giữa hai cũng hai đường luôn ha. Cho anh em đánh xuống main mở rộng luôn. Nó có riêng một cái đường lô sum nữa. Lô sum nhưng mà lô sum đi ai hai kênh. Nó không có chỉnh riêng biệt ha. Có cái cổng lô sum gọi là sub mono đấy. Đấy. Bên này cũng vậy, input vậy hai đường lô, hai đường hai. Đó, hay chưa? Quá hay luôn không? Con này mất hai nút thì em bán giá 2 triệu 3 ha. Mất hai nút này bán giá 2 triệu 3. Còn cái con ở dưới lành đầy đủ nút thì bán giá 2 triệu rưỡi ha. Và tiếp theo nữa một em Ashley Mỹ xịn XR1001. Con này thì em bán rất nhiều lên kênh rồi. Nên anh em nào cần clip nội thất thì em sẽ show cho anh em xem ha. Còn cái con này thì tình trạng đẹp riêng nguyên bản. Em chỉ báo giá thôi, con này không cần chi tiết nữa đâu. Đấy, đẹp riêng nguyên bản, hàng sản xuất tại Mỹ, Made in USA ha. Điện áp là 120V. Còn cái con này là đổi được 24 ha. Anh em nào có nhu cầu thì alo ý sẽ đổi cho lên 24. Bởi vì trong đó nó có cái cầu đấu cuộn dây sơ cấp 0.2024 ha. Mình đấu được ha. Đấy, cũng input output bình thường vậy ha. Con này thì giá 5 triệu ha. Con này thì quen quá rồi, không còn giới thiệu nữa ha. Anh em cứ nghiên cứu được xuống tiền rồi ha. Và tiếp theo nữa cũng là một con Ashley của Mỹ. Ashley của Mỹ nhưng con này sản xuất tại Đài Loan. Xíu nữa em quay mặt sau, bây giờ em giới thiệu mặt trước này. Mặt trước thì cái đây là em đang chấm kênh số 1 này. Thì kênh số 2 nó tương tự như vậy ha. Cái này là cái gain input đầu vào này, gain lực nhập này. Còn cái này là cái gain của tần số low này. Gain low này, gain 2 này. Đó,
chia giữa đôi súp và đôi ke là chia là sao? Ví dụ ốp ở Đà Lạt anh em nghe rõ cái này nó có tiếng súp và bát này. Mình gạt vào đây mình chép thành số thấp hơn rồi nó chép không nè. Đó, anh em thấy chưa? Bát này. Tiếp theo nữa nó có một cái nút respond, chỉ có cái dòng Atli mới có ha. Respond này là chỉnh cái đáp tiếng tần số giữa cái loa súp và loa ke. Mình có thể họ vẽ cái biểu đồ hai cái biểu đồ hình sin để giao nhau này, thì cái điểm mà giao két hay giao nhau này thì mình có thể dịch chuyển cái điểm két đó đi để cho nó miệng tần số hơn, tại vì loa giữa men nhà mình thì nó phụ thuộc vô cái tần số này. Khi mình dịch chuyển tần số này mà cái loa mà đáp tiếng tần số tốt thì nó sẽ rất là lực. Ví dụ như mình mở hết ra ngoài này là mình dịch chuyển cái tần số két, mình bung cái biên độ nó ra rộng ra, ví dụ như nó đang ở 6 dB mình bung lên 12 dB đó, kiểu vậy đó, thì cái biên độ nó sẽ đánh rất là chắc, rất là to. Còn ở trong nhà thì mình mở nhỏ thôi, đừng có bung biên độ ra ha, bung biên độ ra là nó nghe rất là ồn đó. Đó, một con Atli Mỹ ha, cũng là XR11001, nhưng mà con này thì được sản xuất tại Đài Loan này. Đã mất rồi đây. Đó, anh em thấy chưa? Design in USD nhưng mà nhà máy thì đặt tại Taiwan, Đài Loan ha. Đấy, thì nó cũng là lô 2 bình thường. Con này em bán giá 1.8 ha. Đấy. Mọi chi tiết mua hàng thì người anh em vui lòng liên hệ ý qua cái địa chỉ này ha. Rồi, rất cảm ơn người anh em đã quan tâm và theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại.